Trong tập 8 phần 3 của Vũ Động Càn Khôn, Lâm Động đã đánh bại đẩy lui được hoa cốt của Âm Khôi Tông chạy văng cả dép mà không dám đứng lại lấy. Vì Lâm Động với sức mạnh nhân vật chính quá khỏe. Chuyển sang tập 9 phần 3 của Vũ Động Càn Khôn, Lâm Động đang di chuyển đến Đại Hoang Cổ Bi, khoảng 10 ngày nữa phong ấn sẽ được mở ra. Hắn gặp được một người tên Võ Tử muốn đánh nhau với Lâm Động. Lâm Động không đồng ý mà từ chối. Trẻ con trẻ già đánh nhau cái gì? Nhà đang bao việc đến Đại Hoang Cổ Bi. Trải qua một thời gian di chuyển, Lâm Động đã đi đến được nơi anh em đang tụ họp tại một chỗ. Trong đám người của Âm Khôi Tông đã yêu cầu thằng Lâm Động ở đâu xin ra ngay lập tức cho hắn nhìn. Thằng này đã hổ báo lao nhau với Lâm Động. Hắn sẽ bắt Lâm Động mang về cho trưởng lão Hoa Cốt mới bị đánh ngày hôm qua. Là sẽ dùng Lâm Động chế tạo thành khối lỗi nghề máy. Lâm Động cũng khởi động tay chân 1, 2, 3, ta hít thở, giơ tay lên nào. Lâm Động cho thằng của Âm Khôi Tông lựa chọn phương pháp tấn nhau. Một là cả lũ lên đánh mình hắn, hai muốn solo 1v1. Đăng lỗi của Âm Khôi Tông đã đánh một trưởng tinh thần lực màu đỏ vào Lâm Động. Lâm Động cũng tạo ra tinh thần lực chống đỡ. Hai bên đã hòa nhau. Khi võ tử của võ mình, mô thiên thiên của đại ma môn cũng xuất hiện trước Lâm Động và đăng lỗi. Đăng lỗi quyết định tha cho Lâm Động sống thêm một thời gian, chứ hắn đang muốn giữ sức đi vào cổ hoàng đại bi. Đôi lúc này Lâm Đăng Thiên của gia tộc Lâm Thị cưới chim cũng đi đến. Tiêu Điêu truyền âm với Lâm Đồng, cấp độ của Lâm Lăng Thiên rơi vào khoảng bán bộ tạo hóa, là sắp đột phá đến cảnh giới tạo hoa cảnh. Ngoài ra tần thế của Tần Thi, hai người của gia tộc Hoàng Phủ cũng đến. Lâm Đồng ngó nghiêng xem em Lăng Thanh Trúc của Hoàng Phủ lại không có mặt. Thay vào đó là em gái Hoàng Phủ Tịnh cấp độ tạo khí cảnh Tiểu Thanh. Nhưng có điều Lâm Đồng gặp lại thằng cầm phóng lợn Vương Viêm ngày xưa Tần Minh. Lâm Đồng sẽ trả thù Vương Viêm. Em gái Lâm Khả Nhi nhìn Lâm Động đã dùng tinh thần lực tạo ra một sợi dây kéo Vương Bàn về phía mình. Thì Vương Bàn vừa lấy tinh cách con ông cháu cha dọa Lâm Động giết hắn. Người của gia tộc Vương Thị sẽ tìm chém Lâm Động đến chết. Lâm Động nghe vậy đã tát cho Vương Bàn sái mẹ quái hàm chảy máu mồm. Và Lâm Động vứt Vương Bàn về chỗ đám người Vương Thị nằm bệt dưới mặt đất. Lúc này Vương Viêm xin phép Lâm Lăng Thiên có thể đánh Lâm Động. Lâm Lăng Thiên đồng ý cho Vương Viêm có thể tần Lâm Động thoải con gà máy. Đánh Lâm Đồng trả lên huyện cũng được. Em gái Lâm Khả Nhi xin Lâm Lăng Thiên giúp Lâm Đồng. Nhưng Lâm Lăng Thiên từ chối vì Lâm Đồng chỉ là một nhánh dòng họ nhỏ của Lâm Thi. Vương Viêm đã cầm Đại La Kim Thương dùng Đại La Thương Vũ là tạo ra hơn 10 cây thương bắn về phía Lâm Đồng. Lâm Đồng cũng cầm cây Thiên Lân cổ kích của mình ra bắt đầu đỡ những phát đánh chí mạng đến từ Vương Viêm. Vương Viêm đã dùng Kim Đài Chấn Ma Trưởng là tạo ra một cái kim đài màu vàng ném vào Lâm Đồng. Lâm Đồng dùng tay đấm vào kim đài hàng phách vơ, nên Lâm Đồng đã dùng kim đài chấn ma trưởng hàng chính hang. Hắn tạo ra một kim đài màu vàng ném về phía Vương Viêm. Vương Viêm tạo hình cảnh đại thành đành dùng bách trọng liệt thương thiên. Cây thương trong tay Vương Viêm tạo ra vài trăm cây thương đánh về phía kim đài màu vàng của Lâm Đồng. Kim đài của Lâm Đồng đã bị vỡ. Lâm Đồng di chuyển tốc độ cao đấm về phía Vương Viêm. Vương Viêm cầm cây phóng lợn che chống người chống đỡ. Cả hai người Lâm Động và Vương Viêm đều lùi về phía sau. Trở lại với em gái Lâm Khả Nhi che mồm trên không tin Lâm Động sau một năm có thể đánh ngang với trình độ của Vương Viêm. Về phần Lâm Lăng Thiên cũng giật mình về cấp độ của Lâm Động. Chuyển đến chỗ em gái Hoàng Phủ Tịnh đánh giá về Lâm Động bảo sao chỉ Lăng Thanh Trúc hay nhắc đến. Chuyển đến chỗ trận đánh của Lâm Động và Vương Viêm. Lâm Động khi đến đấm một phát vào người Vương Viêm bay về phía sau chảy máu mồm ngã xuống đất. Lâm Động khi đến đỉnh và Vương Viêm đi vào trạm y tế tỉnh. Một ông già tào khí cảnh đại thành đã lao lên va chạm với một đấm của Lâm Động. Lâm Động lùi lại hơn 10 bước, còn ông già chỉ lùi lại vài bước. Ông già tên Vương Thông đã gây áp lực lên Lâm Lăng Thiên hãy xử lý Lâm Động. Nếu không, gia tộc Lâm Thị và Vương Thị sẽ có xung đột.